Dạ, có nhiều Chưa có quay dạng vậy thôi, quay khoe cho cho mọi người ra đưa thì là lớn trưởng à, đúng mọi rồi đúng rồi. người đó. Có Từ từ nè, thôi tao mình mời họ đào nghe. Trời kẹo. ơi, ngồi nhìn thấy nó khác cái này luôn á. Ở dưới ngồi chắc mỏi lưng luôn. Nữa nữa các bạn này là mới nói vậy. Thôi 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 không có. Mình lại có cái tư tưởng đó nữa rồi. Mấy chị khôi hoa là mấy áp lực quá à. Của mình cũng vậy thôi, khi mình học mình hoàn thiện mình làm đàng hoàng thì mình cũng như vậy thôi chứ chưa gì hết. Mình đi có đau lưng nhức mỏi rồi tự đưa ra cơ thể những cái kháng cự như vậy là sao các bạn làm được đúng không? Có chị các bạn có nói tôi làm không được, tôi làm không được, ai làm tôi làm không được đâu, tự kháng cự ra cái như vậy rồi các bạn đã từ chối từ ngay ban đầu rồi. Các bạn tại sao nghĩ là ủa sao chị lớn tuổi mình chỉ làm được, sao chị không đau lưng đâu mà mình trẻ hơn là không được vậy đấy. Mình không tự đưa ra như vậy. Chị là chị 50 tuổi đó nghe. Đó thấy chưa? Như chị 50. 50 tuổi. À vậy hả? Tôi vừa là tôi vừa nhiều tuổi vừa. Dạ 50 à. Có này có người 83 hay 82 tuổi. Có ai hả? Tôi vừa là chúng ta có thể thích nhau nghe đâu chị Phương. Bảy nghe 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 bây giờ đang nghe mọi người lắm cái đó là đó không à, cho nên bây giờ em cũng muốn khoan nữa. Đó là cái đó khoa này em chưa phải là khoa khoa đất nhưng mà nhảy nhảy tinh thần là em cũng rất là muốn học hỏi thử để khoa này là khoa giấy em làm hồi đó là khoa giấy dạ khoa giấy em làm hồi đó là giỏi đẹp rồi. À, đúng rồi, đúng rồi, chị thấy rồi. Đang bán hả chị? Chào em bác tờ. Là em có kinh doanh hả? Đó, thì mình có là mình đã có tiệm khách hàng rồi. Thì cái này ta có một số khách hàng cũng gọi là coi như cô gái. Kiểu như là mình đã thấy mình làm đẹp, người ta đặt hàng. Cái mình nói vậy á, người ta thấy là mình có bán á. Cái đó hỏi chậu bao nhiêu. Cái ta vô lên đây, đặt hàng cái mình làm. Vậy hả? Ủa, vậy đó. Thì bây giờ nếu như các bạn xác định các bạn kinh doanh thì mình có thể mình làm thêm một cái tủ. Lúc mình học xong hay nào, ví dụ như xong mà chị sẽ nói là cái giá như rồi mình dán luôn cái giá trong cái tủ đó, nếu như bạn nào có mặt tiền hoặc là không thì mình cứ lên trên mạng gì đó rồi mình cho luôn cái giá, ai ok đơn thì mua vậy thôi. Em là còn không bắt đúng là học nhiều lắm đúng rồi em đúng là có thầm non nên em đó chung là con hoa giấy hoa tớp hoa gì cũng có nhưng mà em rảnh rồi chưa có gì là đúng rồi em không biết rồi làm loại đúng rồi em chưa có được hoa đất xét cho nên là hôm nay em biết tao anh học nãy giờ em nghe mọi người nói em cũng xung quýt quá rồi xung quýt cái kho liền. Thấy chưa? Đó, nãy bạn nào tuyên bố gì đó, mệt gì chưa đó, bạn làm quá chừng mệt không? Làm bất kể ngày đêm luôn, không có mệt. Không phải là chị làm có mà con nhỏ thì phải bất kể ngày đêm. Em hai đứa con, sáng em dạ, chịu dễ mới làm. Em có thời gian rảnh chưa? Chết tôi rồi. Em có thời gian rảnh rồi, em có nhiều mầm non. Đó, nghe chưa? Chưa là nghe mọi người nói rồi đó. Nãy giờ là bạn nghe cho bạn có làm được hơn nha bạn. Mà không đấu là nha. Mà không đấu là làm được của em đó. Đó, đây chưa. Mà em làm cũng rất là nhiều nguyên liệu, nhiều lắm. Mà em thích nhất là hoa nặng cái giống hoa hợp á. Là chỉ có hoa đất sét và em thấy cái giống hoa hợp luôn. Mà em cũng là cái mà em làm nhóc bây giờ mà bà sẽ đưa bán cái này nha. Dạ. Con mà bà mà con đã bán rồi đúng không? Con là em nói chung là chồng mày. À, cô là muốn hẳn có thì khách hàng luôn nữa rồi. Nhưng mà bà đã xét nói chung là tại hai con thì nó chấp chấp lắm lắm thôi. Nhưng mà nó vẫn không giống bà học. Chỉ có bà đã xét. Chỉ có bà đã xét mới giống học nhất thôi. Một cái hoa khác thì các bạn nhìn thấy là các bạn thấy đẹp. Thật sự là những hoa khác mỗi hoa nó có cái đẹp riêng nha. Mình nhìn vô mình thấy nó đẹp nhưng mà nó không thu hút mình. Khi các bạn làm xong cái bình hoa để đảm bảo các bạn ngồi ngắm nó bỏ một thời gian các bạn sẽ ngồi ngắm nó trước giờ làm việc khác. Bây giờ các bạn có bạn
vô cũng vậy nha, bạn nói em xin lỗi chị nha, em nói vậy chị là em gái xong rồi em không nhìn nó cái rồi em mới làm tiếp. Vậy bây giờ em chưa em đặt học cái khóa này á là em thấy á cái chất liệu nó có thể chạm được nước, có thể giữ được theo thời gian nên em mới theo, tại vì hoa bằng giấy á thì nó sẽ phai, em có sử xử lý bằng xịt ATM nhưng mà em vẫn không chắc ăn, em vẫn đang thử nghiệm cái chỗ bền nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn giấy nó sẽ thấm nước. Còn hoa sớt của em á, em làm á thì nó vẫn ok, nhưng mà cái độ khó của nó không có dính bằng, nó không có dính bằng cho nên sử dụng keo nó rất khó. Rồi thêm cái nữa là thời gian thực hiện hoa sớt nó là rất là lâu. Đúng rồi, chị thấy nó cũng công phu cũng công phu, nhưng mà nó bán là nó hoa mà hoa đất tét thì nó có thể chạm nước, nhưng mà bữa em thấy mấy cái clip mà chị vệ sinh hoa á rồi xong rồi có thể uống nắng nó được đó. Em thấy ok nên em mới thử. Đúng rồi, xin chào, tại vì em đang mê cái hoa mai, nhưng mà hoa mai á cần cái nụ của đất tét thì mới làm được bên hoa giấy hoặc sát. Thì nói chung là mấy hoa khác đều sử dụng có lại những cái nụ cái nhụy giống như là hoa ly, hoa bon, em cũng cần uống nước sét, và nước sét nó ứng dụng qua nhiều cái lĩnh vực khác, thậm chí lúc chị mở trực tiếp cũng vậy, mấy bạn mà bên làm bánh á cũng giống như làm bánh nó dạy khoa học rất là nhiều nha, tại vì những cái do người mà ở nước ngoài bên làm bánh dạy về bông hoa phân đanh rồi nào đó thì cũng ứng trang hoa đất của mình thôi, nhưng mà nguyên liệu người ta làm được thì những mỗi một mẫu hoa vậy người ta phải học thì ra 1,000,000 được chị dạy nên đâu có nhiều lên trạng đi khoa học để bạn lấy cái kỹ thuật về bạn đổi cái nguyên liệu thôi là các bạn sẽ sử dụng được dài dài ra cả học viên nữa. Học nhiều lắm, bên teo nè, bên làm bánh rồi học nhiều lắm, bên hoa giấy cũng chuyển qua nhiều lắm. Mấy bạn cũng nói là chị cũng biết cái đó, nhưng mà mỗi nghề mỗi vực khác nhau thì qua cái đàn chị không có nói, nhưng mà chị biết vẫn biết cái điểm của nó là cái gì, nhưng mà chị thấy là giống như lúc sau này cái hoa giấy nghệ thuật á, chị thấy cái công phu rất là cao, đòi hỏi cao lắm thì các bạn mới làm ra đẹp được. Thì cái cao nó cũng rất là cao mà giá bán thì nó cũng vẫn đâu có bằng qua đất được, tại vì nó bị thị trường nó bị các thứ nó đãi quá rồi. Nhưng mà em ngại nhất là ship á, em chính tay em đi ship hoa giấy mà em còn phải chính lên được á, tại vì nó sẽ bị đẹp. Ủa em ship đi nó không bị đẹp, thế thì mà phải giữ phong được là quá siêu rồi. Thì shipper quăng cái bình này em phải bảo vệ cái bình quan trọng nhất, còn lại những cái thứ kia em có thể chỉnh được, thậm chí gì có video khách gọi tới mà bị shipper mà để lâu ngày nó không giao lại vận lẹo gì cắm thì chị vẫn hướng dẫn mọi người làm được, chị kia quay video chị chỉ và tự nó sửa lại thôi, bình thường không về nhé. Mình chỉ bảo vệ bóng chặt chặt cái bình. Hồi xưa không có mạng đâu chứ bây giờ, hồi xưa năm 2009 đó